trong bếp của mọi người, nếu như không có nhiều tủ thì đồ đạc của mọi người sẽ phải để hết ở phía bên ngoài, như vậy trông rất là bừa bộn. Mình ngồi ăn mì ở đây à, nghe không? Nhà cái này rất hợp với anh đấy. Xung quanh có cả núi chứ. Đấy, có cả biển. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Lại giờ đây và nhìn khung cảnh này thì mọi người có thể đoán được ra chúng tôi đang ở đâu không ạ? Ngày hôm nay thì nhà Ép và mọi người đang có mặt ở một nơi, một địa điểm có tên là Eo Gió ở tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là lần đầu tiên nhà Ép có mặt ở tại thành phố Quy Nhơn, một thành phố biển rất là xinh đẹp, và cụ thể hơn thì đứng ở tại Eo Gió, mọi người sẽ có một cái cảm giác cực kỳ khó tả, nơi mà biển gặp gỡ núi, thế xong rồi đứng ở đây thì gió thổi hiu hiu, mọi thứ đều rất là khó tả. Nói chung là sẽ không có một cái ngòi bút nào có thể tả hết được cái vẻ đẹp ở đây khi mọi người đứng ở đây. Và nhà Ép chắc chắn là mọi người cũng sẽ phải có một dịp nào đấy đến thăm Eo Gió hay là Quy Nhơn để mà có thể có chung một cái cảm nhận giống như anh em chúng tôi, đúng không? Bởi vì theo dõi trên màn ảnh nhỏ để chưa chắc mọi người đã có một cái cảm nhận trọn vẹn về cái khung cảnh này đâu. Còn Linh thì sao? Khánh Linh thấy là anh Duy đang bị khó tả, đang bị lặng người trước vẻ đẹp ở đây, và Khánh Linh nghĩ là thật sự mọi người phải đến đây để chiêm ngưỡng cảnh quan ở đây. Và mình thật sự mình không nghĩ là Việt Nam chúng ta lại có nhiều nơi mà có thiên nhiên đẹp đến mức như thế này. Thật sự chuyến đi này không phí công sức của chúng ta một chút nào. Và trong chuyến đi lần này thì nhà Ép không chỉ đến với thành phố biển Quy Nhơn để đi du lịch hay để ăn hải sản, mà sẽ thật thiếu sót khi mà trong chương trình nhà Ép lại thiếu đi những căn nhà, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay nhà Ép sẽ dẫn quý vị các bạn tới thăm một căn nhà phố ở tại thành phố biển Quy Nhơn để xem là ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta có gì đặc biệt không nhé. Nhưng mà trước khi đến với cả nhân vật chính ngày hôm nay thì nhà Ép cũng muốn dành cho các bạn một chút thời gian để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nơi đây. Xin mời. Giới thiệu với mọi người nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, một căn nhà phố có địa chỉ tại số 73 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, và gia chủ của ngôi nhà này là anh Tâm chị Sương. Đấy, nếu như những ai mà theo dõi chương trình ngày hôm nay xong muốn tham khảo kinh nghiệm xây nhà thì có thể đến gặp trực tiếp gia chủ để cùng nhau chia sẻ thêm nhé. Quay trở lại ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta thì đây là một ngôi nhà có diện tích là 80m², mặt tiền 4m, sâu 20m. Vâng, và theo những thông tin mà nhà Ép có tìm hiểu được thì căn nhà của chúng ta ngày hôm nay có 4 tầng và 1 tum. Và bên cạnh đó là nhìn ngoài thì mọi người cũng sẽ thấy là đây là một cái kiểu thiết kế khá là phổ biến so với các căn nhà phố bây giờ. Với mặt bên ngoài thì có được ốp đá granite này, màu sắc thì rất là đẹp, sáng sủa và cũng độ bền của nó cũng rất là cao. Và bên cạnh đó thì căn nhà của chúng ta có hai lớp cửa. Có lớp cửa bên ngoài là để an toàn và có kiểu khóa vân tay. Cửa bên ngoài là cửa sắt nha mọi người. Đúng rồi ạ. Đấy. Cửa sắt và khóa vân tay. Rồi. Và vì căn nhà của chúng ta là nhà mặt đường, và bên cạnh đó thì thời tiết trong này Khánh Linh cũng cảm thấy là sẽ có những cái ngày nó hơi bị nắng nóng một chút. Vậy nên sẽ không thể thiếu được một lớp cửa thứ hai có công dụng là chống ồn và cách nhiệt. Đúng rồi. Bước vào bên trong này thì chúng ta sẽ có một khoảng gara nho nhỏ để đỗ vừa một chiếc ô tô đồ chơi và khoảng 2-3 chiếc xe máy ở trong này thì hoàn toàn thoải mái. Rồi. Và bên cạnh đó là có cả một hệ tủ để giày. Bình thường trong những căn nhà phố khác thì mọi người sẽ chắc là nếu như không có cái khoảng phía trước này thì mọi người sẽ đặt tủ giày ở đâu đó trong nhà, đúng không? Nhưng mà rất may là chúng ta có một khoảng không gian ở ngoài này để có thể vừa để xe vừa có chỗ để đi giày. À, đó. Hay nhờ. Em kéo ra anh mới để ý đấy. Rồi, tức là có ghế ở đây đâu. Em có thể dễ dàng ngồi đây để mà đi giày được. Đúng rồi. Khi mà xong việc mình có thể đẩy ghế vào. Vừa rồi là những phần không gian ở mặt tiền cũng như là khoảng gara ở căn này. Còn bây giờ thì nhà Ép xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào những phần không gian ở bên trong để xem là nội thất của căn này như thế nào nhé. Xin mời.
Và nhà ép xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi vào để trải nghiệm căn nhà ngày hôm nay. Thoạt nhìn qua mọi người sẽ có thể nhận ra ngay đây chính là phong cách thiết kế hiện đại và pha một chút luxury được thể hiện qua những cái đường inox mạ vàng như thế này. Và Khánh cũng thấy là tông màu cũng rất là trang nhã này, ấm áp, được kết hợp hài hòa giữa màu gỗ này, màu be và cũng như là màu nâu của da nữa. Ánh sáng thì rất là hợp lý rồi, không có điểm gì để chê cả. Mà nếu như mà quan tâm thì căn nhà ngày hôm nay chúng ta được thiết kế và thi công bởi công ty nội thất Mạnh Hệ. Mọi người có thể search ở trên Google sẽ ra rất nhiều thông tin để mọi người có thể tham khảo. Đơn vị Mạnh Hệ thì họ có thể sản xuất được hết những thiết bị này. Đấy, bao gồm cả sofa, đồ rời, tủ. Và anh thấy là trong cái phòng khách này thì đơn vị thi công cũng đã thiết kế và kết hợp rất nhiều các cái vật liệu đan xen với nhau. Ví dụ như chúng ta có cái mảng tường gỗ để mà trang trí ở bên này, tất nhiên là gỗ công nghiệp thôi, nhưng mà cái tông màu của nó cũng khá là trầm sang trọng. Đó, phía đối diện như Khánh Linh vừa phát hiện ra thì là mảng tường được trang trí bởi những cái tấm acrylic lớn bóng hương, nó mang lại sự bóng bẩy sang trọng hơn cho cái không gian phòng khách này. Phía trên có đèn chùm, có điều hòa tổng, nó thì nó sẽ thẩm mỹ hơn là điều hòa cục mình lắp. Và cái điều hòa thì làm mát rất nhanh với khí hậu ở Quy Nhơn ở bên ngoài khá nóng bức, bên trong mình vào phát là không khí thay đổi luôn, đúng không? Ngoài ra thì ngoài cái chất liệu gỗ và chất liệu acrylic bên này thì ở bên mảng tường bên này đơn vị thiết kế cũng sử dụng chất liệu giấy dán tường. Đó, và thi thoảng họ điểm xuyết một vài những cái đường nẹp chạy từ trên trần xuống dưới sàn như thế này để tạo điểm nhấn. Và nhìn bộ công tắc thì cũng biết là căn nhà này cũng sử dụng hệ thống điện thông minh, công tắc cảm ứng. Rồi, mà mọi người nhìn nhá, cái đường len chân tường này người ta làm cũng rất là kỹ. Đó, những cái khớp nối với nhau rất là mượt mà. Và có một cái điểm mà mình thấy là khá đáng chú ý ở căn này và không thường thấy xuất hiện ở trong những cái căn nhà phố hiện nay đâu. Bởi vì cái em có để ý không? Tức là cái phần cái kiểu diện tích mà 60m2, 80m2 nhà phố là cái kiểu nhà mà thông dụng ở Việt Nam. Thế nhưng mà thường thường ấy là nhà phố nhưng mà lại không làm cửa sổ trời, không làm giếng trời này này thì nó sẽ rất là bí. Nhưng căn này của chúng ta là có tận 2 giếng trời. Đó, và cái việc là có 2 giếng trời ấy nó mang lại những cái lợi thế gì cho căn này thì lát nữa lên tầng trên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ cứ biết là có 2 giếng trời đi, một giếng trời chỗ Khánh Linh đang đứng để lấy ánh sáng tự nhiên này. Bên này thì chúng ta sẽ thấy là có cầu thang bộ để đi lên. Và với cái việc mà có đến tận 4 tầng và 1 tum ấy thì cái việc mà có cầu thang máy cũng là một cái ưu điểm rất lớn của căn này. Đó, cầu thang máy đây. Cầu thang máy thì cũng được trang trí ở phần những cái phần thành này là inox, chất liệu inox mạ vàng này. Ở bên trong thì cái lồng thang thì được cấu tạo có nhiều rất nhiều lớp kính để chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài. Em nghĩ đây sẽ là một gợi ý khá là hay dành cho mọi người mà đang sở hữu cũng là nhà phố mà kiểu nhà ống. Bởi vì đặt thang máy ở trong nhà thường thường là một vấn đề khá là đau đầu. Bởi vì nếu như mà đặt thang kiểu khối đặt thì trông sẽ hơi là bị bí đấy. Thì cái thang này người ta làm bằng kính, mình di chuyển mà có thể nhìn ra những cái không gian ở bên ngoài được này. Với thứ hai nữa là cái thang máy thì đặt ở trong lòng thang bộ, thang bộ đi xung quanh thang máy này. Thì anh thấy là cũng rất là ổn. Đặt ở giữa nhà hay, vừa thẩm mỹ mà cái công năng nó rất là ổn luôn. Anh rất thích cái kiểu bố trí thang máy như thế này. Và bên trong này chúng ta sẽ có khu vực phòng ăn cũng như là bếp. Trước tiên là phải kể đến tủ rượu này với cái gam màu, đó chính là màu vàng đồng. Và mọi người sẽ thấy là phần kính này là màu trà, đèn cảm biến luôn. Đó, một điểm Khánh Linh thấy là bây giờ nếu như mọi người có thiết kế ngôi nhà của mình thì chắc chắn là nên làm nhiều tủ một chút. Bởi vì trong bếp của mọi người nếu như không có nhiều tủ thì đồ đạc của mọi người sẽ phải để hết ra phía bên ngoài. Như vậy trông sẽ rất là bừa bộn. Đây, khu vực đây sẽ là để tủ lạnh này. Tại sao mình lại nói là nếu như để hết đồ ra ngoài nó bừa bộn ạ? Bởi vì đây, nếu như không có cái tủ đồ khô này, mọi người hãy thử tưởng tượng đi, tất cả những cái đồ này mà để ra ngoài thì trong căn bếp của chúng ta sẽ đến mức như thế nào? Đúng rồi, chính xác. Thường thường anh thấy là trong bếp thì mọi người thường hay để mấy cái giá ở đây này, xong rồi mì tôm rồi tất tần tật đồ khô hay để ra ngoài thì trông nó sẽ rất là rối mắt, đúng không? Thì với việc mà bây giờ rất nhiều gia đình sử dụng tủ đồ khô ấy đã giúp cho căn bếp trở nên gọn gàng rất nhiều. Thực sự là khi mà đến đây chia sẻ với cả gia chủ ấy, biết là gia chủ về đây ở được một thời gian rồi, khoảng 3 tháng mà mình vào khu bếp mình chứng kiến một khu bếp mà nó sạch như thế này thì cũng khá bất ngờ, đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn qua thì cũng cảm thấy là nó cũng có lý. Bởi vì sao? Họ thiết kế rất nhiều tủ ở trên này, tủ này. Đấy, cho nên là mình có thể để hết những cái thứ mà mình ít khi sử dụng đến vào trong tủ thì sẽ làm cho bếp gọn gàng rất nhiều. Trong này thì Linh thấy sao?
Hoàng Linh thấy là gam màu rất là nịnh mắt, vẫn là cái sự kết hợp hài hòa giữa những cái loại vật liệu ví dụ như là acrylic bóng gương này và gỗ này, gỗ công nghiệp. Nhưng mà cái việc chọn tông màu gỗ cũng rất là quan trọng, và đây thì Khánh Linh thấy rất là hợp lý và cũng khá là phù hợp với cả lứa tuổi của gia chủ. Đúng rồi. Đây, đèn bếp cũng là đèn cảm biến, vừa thẩm mỹ mà lại còn vừa đủ sáng. Rất là tiện lợi. Ngoài ra thì bàn bếp và mặt bàn đảo bếp này thì cũng đều được sử dụng chất liệu là đá nhân tạo. Nó vừa cứng chắc và vừa bền, nói chung là mình băm chặt thoải mái trên này. Đó, và tất cả những cái chi tiết nội thất ở trong này thì cũng đều được thi công và lắp đặt bởi Mạnh Hệ. Đó, cho những ai quan tâm. Gia chủ rất là gọn gàng. Càng nhiều tủ càng tốt, chúng ta càng có nhiều chỗ để đồ. Phía bên cạnh anh Duy sẽ là khu vực bồn rửa này và máy lọc nước. Những cái bộ phụ kiện này thì bây giờ mọi người có thể tham khảo, xuất hiện ở rất nhiều nơi rồi. Rất là trơn tru, khi mà mình kéo lên kéo xuống cũng nhẹ nhàng thôi. Mặc dù Khánh Linh là một người chân yếu tay mềm đấy. Ở trong khu vực này thì mọi người sẽ thấy rằng là gia chủ có thiết kế chậu rửa này, máy rửa bát này và máy lọc nước ở cùng một khu, thì nó sẽ tiện cho cái việc đi đường ống ở trong này hơn. Và khi mà trao đổi với cả chủ nhà xong ấy thì anh mới hiểu phần nào là tại sao mà khu bếp của họ ở một thời gian rồi mà nó lại vẫn sạch sẽ tinh tươm như thế này. Bởi vì nhá, ngay cả cái chuyện là rửa bát xong úp bát lên thì chị chủ nhà chị cũng rất là kỹ. Biết sao? Rửa xong ở đây thì bình thường là mình sẽ cất luôn lên nhà đây. Nhà em là úp lên luôn. Úp lên thẳng lên trên này đúng không? Thì nước nó còn lại ở trong bát ấy, nó sẽ chảy xuống cái phần tủ bếp này. Và lâu lâu ấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng cái phần tủ này của chúng ta. Thế nhưng với chị chủ nhà ấy thì chị sẽ không úp lên luôn, và chị sẽ phải úp vào đây trước. Đó. Tức là chị ấy có đặt thiết kế cả một cái giá để úp bát đĩa ở đúng đây. Đúng rồi. Cho nó khô đi rồi mới cất vào trong tủ. Chính xác, khô xong bắt đầu mới cất lên trên này thì nó sẽ giúp cho khu bếp này nó vừa gọn hơn và nó vừa bền hơn rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà Khánh Linh đang có một điều băn khoăn, đấy là trong những căn bếp ở trong nhà phố của chúng ta, nhất là nhà ống nữa, thì làm thế nào để xử lý được cái mùi? Bởi vì khi mình nấu ăn thì riêng máy hút mùi thôi, Khánh Linh nghĩ là không đủ, không thể tải nổi. Thế thì cái này lúc nãy cũng vừa nhắc rồi, căn này nó có một cái ưu điểm rất là lớn, tức là nó có hai giếng trời. Một giếng trời lúc nãy anh em mình đứng ở giữa nhà và một giếng trời ở phía sau nhà nữa. Cho nên khi mà chúng ta nấu ăn ấy, chúng ta mở cái cánh cửa đằng sau này ra thì cái không khí ở trên giếng trời nó có thể lưu thông ở trong này. Nó sẽ làm cho cái không khí nó có cái mùi khó chịu ấy, nó bay ra ngoài. Hay không? Đấy là ưu điểm của việc mà chúng ta có giếng trời ở trong nhà, và đặc biệt là hai cái thì lại càng tốt. Quá hợp lý. Đúng không? Vì thường thường như ngày xưa mình đến những cái ngôi nhà mà kiểu nó cũ rồi ấy, thì đã là nhà phố lại còn không có giếng trời, thì những cái phòng ở trong này nó là phòng tự kỷ, nó rất là bí, chúng ta sẽ phải bật rất nhiều đèn, bật điều hòa vừa tốn điện, nó không tốt cho sức khỏe nữa, đúng không? Thế thì những cái thiết kế mà kiểu có giếng trời thế này ở trong nhà phố thì mọi người có thể tham khảo. Và chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào mà thiếu được bàn ăn. Bàn ăn này có thể có sức chứa dành cho từ 4 đến 6 người. Và Khánh Linh cũng có được chủ nhà chia sẻ là bàn ăn này, ghế này cũng là do công ty Mạnh Hệ thiết kế và thi công. Đúng rồi, anh thấy là người ta thi công cũng đẹp đấy chứ. Đây này, ghế mà đóng được như thế này là cũng ok rồi nhá. Thế xong rồi bàn ăn thì ấy, cái mặt bàn bằng đá mà cũng được cắt vát như thế này thì phải nói là công nghệ cũng khá ok đấy. Chưa hết, ở trong này anh phát hiện ra một cái chi tiết nhỏ nhỏ nhưng mà cũng khá hay này. Họ làm cái bàn đảo này nó có một cái hõm. Thì khi mà mình dù không muốn ngồi ăn ở bàn ăn, mình có thể kê ghế sang đây. Đấy, mình ngồi mình ăn mì ở đây. Hay không? Nhà kiểu này rất hợp với anh đấy. Thỉnh thoảng ăn mì thì ngồi đây nó tiện đúng không? Đỡ phải mang ra bàn, nó phải dọn dẹp cái kia, nó lằng nhằng ra úp luôn để ăn dọn. Đúng rồi. Và cái việc mà chọn cho mình một đơn vị để thiết kế nội thất và họ còn có thể thi công luôn, nó rất là tiện. Bởi vì những cái ý tưởng của mình và những cái suy nghĩ của mình sẽ không thể nào mà bị chệch choạc đi được. Rất là dễ để có thể hoàn toàn chọn đồ với quan điểm vừa rồi của Khánh Linh. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tham quan những cái không gian ở dưới tầng 1 của ngôi nhà này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên những tầng trên để xem lại những tầng trên có gì đặc biệt không nhé. Xin mời. Thang này cũng được thiết kế khá sang trọng. Những cái phần này thì được viền inox vàng này. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang đứng ở trên tầng 2 của ngôi nhà ngày hôm nay. Ở trên tầng 2 thì cái không gian này chính là một phòng khách phụ. Phòng khách phụ của chúng ta sẽ là khoảng không gian để cho gia đình có thể ngồi đây nói chuyện với nhau, xem tivi. Hoặc là trên này sẽ là tiếp một nhóm khách và ở dưới nhà sẽ là một nhóm khách nữa. Đúng rồi, thế nó sẽ làm cho cái không gian trở nên riêng tư hơn đúng không? Và với việc mà lúc nãy nhà em có giới thiệu cho mọi người ở đây có một giếng trời ấy,
thì cái phòng khách phụ này nó cũng sẽ trở nên thông thoáng hơn, giống như kiểu là chúng ta đang có một cái khoảng thông tầng ở đây này. Hay không? Thật sự là việc có giếng trời trong nhà ống nó là một cái gì đó rất là lợi hại. Đúng rồi, nếu không thì chúng ta thay vì là giếng trời nhá, đây sẽ là một bức tường đặc kín và nó sẽ làm cho không gian trở nên cực kỳ, gọi là cực kỳ bí, không có không khí lưu thông mà. Bây giờ thì nhà em sẽ cùng quý vị các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì có tổng cộng là 4 phòng ngủ. Tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 2 phòng ngủ. Phòng ngủ của chúng ta vuông vắn, rộng rãi và có nhiều cửa sổ. Có rất nhiều cửa sổ. Đây là cửa ra vào, cửa ra ban công. Ở bên này là cửa sổ lớn và đều có rèm 7 màu, có thể kéo lên để nhìn ra bên ngoài được, nhưng mà hôm nay hơi nắng cho nên là gia chủ đang kéo rèm xuống. Phòng ngủ mới nhở? Mới tinh. Và như những căn nhà ống kiểu cũ, ví dụ như là kiểu nhà bố mẹ em chẳng hạn, thì cái phần cửa sổ này thường là phần dưới này sẽ là để chống luôn. Nhưng bây giờ mọi người hay làm kiểu window bar, mọi người có thể ngồi đọc sách này, thư giãn rất là tiện. Đang nằm làm việc đây mà thậm chí nếu mà đang ngồi làm việc đây mệt quá có thể nằm. Bên này có giường, ở trong này có tủ và cái gam màu thì nó cũng tương tự như là dưới phòng khách thôi, không có quá nhiều thay đổi. Bên này cũng được ốp những cái tấm acrylic lớn này để trang trí ở phần đầu giường, rồi tủ quần áo thì nó sử dụng cánh acrylic màu trắng kết hợp với cả những cái phần thành tủ là màu nâu của gỗ nữa. Và cũng có đèn cảm biến luôn. Cũng đèn cảm biến luôn. Nhưng mà em đang có một thắc mắc, đó là phòng ngủ này của chúng ta chẳng lẽ lại không có nhà vệ sinh hay sao? Thắc mắc cũng chuẩn phết đấy chứ nhở. Thực ra là lúc nãy anh có nói chuyện với cả chủ nhà thì anh cũng có hỏi là tại sao mà ở bên trong phòng ngủ không thiết kế phòng vệ sinh khép kín. Thì thực sự là cái thiết kế này ấy cũng theo cái nhu cầu của gia chủ, tức là họ không muốn có phòng vệ sinh khép kín ở trong phòng ngủ bởi vì là họ quan niệm là sử dụng một thời gian lâu lâu ấy thì cái không khí ở trong phòng vệ sinh ấy nó có thể làm ảnh hưởng đến không khí của phòng ngủ, cho nên họ tách biệt riêng ra, thiết kế một phòng vệ sinh ở bên ngoài và hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một phòng vệ sinh để đảm bảo sự thông thoáng cho phòng ngủ. Thế là do nhu cầu của chủ nhà thôi. Có những nhà thì người ta vẫn có thể thoải mái, người ta để phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ bình thường không sao cả, nó là do nhu cầu nhá. Nói vậy để thấy là ngôi nhà của chúng ta, thế nên quan điểm thiết kế cũng sẽ là của chúng ta, làm sao để có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là những cái điểm mà mình cần, chứ không hề có bất kỳ một quy chuẩn nào là ví dụ nhà là phải như thế này như thế kia. Đúng không? Mặc dù là nó có đủ diện tích để mà làm phòng vệ sinh khép kín nhưng mà thôi, do nhu cầu của gia chủ, cái đấy thì chúng ta nên tôn trọng. Phòng vệ sinh thì để ở bên ngoài, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ ngó phòng vệ sinh sau. Bây giờ thì hãy cùng nhau lên tầng 3 để trải nghiệm tiếp nhé. Xin mời. Không gian tầng 3 của chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, thì thay vì là phòng khách phụ ở dưới thì trên này là thay phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhá, có một cái hay là có cửa sổ. Đó. Bình thường phòng vệ sinh mà ở những căn nhà phố là chịu chết luôn, không có cửa sổ đâu. Nhưng mà phòng này có cửa sổ này, lấy ánh sáng tự nhiên luôn. Đây, bây giờ thì Linh có thể giới thiệu phòng vệ sinh với mọi người được không? Trong nhà nào thì Khánh Linh cũng thấy khu vực nhà vệ sinh là một khu vực tối quan trọng, mình không thể nào mà làm qua loa đại khái được. Trong đây, tông màu chủ đạo của chúng ta sẽ là màu trắng với những mảng tường thì được ốp đá. Và chúng ta có khu vực bờ sen để tắm đứng này, bên cạnh là có toilet được tách riêng ra rất là sạch sẽ và vệ sinh. Như anh Duy vừa chia sẻ thì phòng tắm của chúng ta có một ô cửa kính để có thể lưu thông không khí, tránh cho cái việc là không khí ẩm nó sẽ bị đọng lại ở trong này. Hiện tại thì Thái Linh thấy là trong này vẫn còn một khoảng không gian khá là rộng và theo chủ nhà chia sẻ thì sau này anh chị ấy sẽ thiết kế phòng tắm sauna trong này. Tiếp theo thì chúng ta tiếp tục có một phòng ngủ nữa ở trong này, nhưng mà trước khi vào phòng ngủ thì nếu như mọi người thắc mắc cái cửa thông phòng ở trong căn nhà này thì nó được làm bằng chất liệu là nhựa. Thì cửa nhựa này nó có cái tác dụng là chống ẩm rất tốt và nó sẽ không bị cong vênh như là cửa gỗ thịt. Thì cũng áp dụng rất là hay để sử dụng vào cửa thông phòng này được ổn. Đặc biệt là khí hậu ở ngoài miền Bắc ấy, hay có mùa nồm ấy, thì sử dụng cửa nhựa là ok này. Và bên trong không gian này thì chúng ta thấy là phòng ngủ cũng có diện tích tương tự như là những phòng ngủ ở dưới tầng 2 thôi. Tất nhiên là ở dưới tầng 2 thì chỗ này sẽ là cửa ra ban công. Ở trên này người ta thay đổi thiết kế thì nó liên quan đến cái mặt ngoài ngôi nhà. Còn đâu thì về thiết kế anh nghĩ là nó cũng tương tự thôi, vẫn là những cái chất liệu mà chúng ta thấy xuyên suốt từ dưới tầng 1 lên tầng 3, gỗ công nghiệp. Bên này thì có acrylic, đấy nói chung là chất liệu nó tương tự. Trần cao thoáng.
Nhà đang có gia đình sinh hoạt bình thường mà sạch đẹp ngăn nắp cứ như là nhà mẫu, em thấy như lau như ly. Gọn nhỉ. Từ đầu chương trình tới giờ thì mặc dù là đây là một căn nhà ống, tuy nhiên thì anh em chúng tôi vẫn chưa tìm ra phòng nào là phòng tự kỷ cả. Mọi người có thấy không? Chưa phòng nào phòng tự kỷ cả. Thậm chí thang máy cũng không tự kỷ cơ. Thang máy vẫn nhìn ra ngoài được. Thấy không? À. Cảm giác rất là thông thoáng. Bước vào bên trong phòng ngủ này thì anh nghĩ đây là phòng ngủ có cái phần diện tích rộng nhất của căn này rồi. Nó tương tự như phòng ngủ ở dưới mà lúc nãy mình chưa kịp giới thiệu tới mọi người. Thì trên này diện tích tương tự, có rất nhiều tủ quần áo. Và gam màu trong phòng này thì cũng sáng hơn một chút. Và phần lát sàn thì đây là gạch giả gỗ. Đây sẽ là một gợi ý khá hay cho mọi người. Thay vì ốp gỗ, chúng ta có thể lựa chọn gạch giả gỗ với rất nhiều những cái mẫu hoa văn mà nhìn thì phải giống gỗ thật đến 90%. Đúng rồi. Nhưng mà Linh biết tại sao mà ở bên này người ta lại dùng tủ không cánh mà bên này lại có cánh không? Thì Khánh Linh nghĩ là tủ có cánh là để cất những cái quần áo sạch mà mình chưa mặc tới. Còn tủ không cánh này thì sẽ là để những quần áo giả sử mà em đi làm một ngày, một buổi về rồi, em mặc và nó vẫn có chưa có bị bẩn thì mình sẽ đặt ở bên ngoài này, nó không bị lẫn mùi với cả đồ sạch ở bên trong. Công nhận, chuẩn, không cần chỉnh. Chỉnh là học. Chính xác rồi, anh không có gì mà phải chỉnh thêm nữa. Ở trong cái khu vực này thì mọi người sẽ thấy rằng đấy lại là ưu điểm của cái việc mà chúng ta có giếng trời ở phía sau. Đó, mở cửa ra là như kiểu là mình có một cái khoảng sân đằng sau nhà ấy. Có ánh sáng tự nhiên, không khí tự nhiên nó vẫn tràn vào cái phòng cuối cùng ở một căn nhà phố thưa quý vị các bạn. Trên tầng 4 chúng ta có gì đấy ạ? Trên tầng 4 thì chúng ta có một phòng thờ ở bên ngoài cùng, kế bên là phòng cho người giúp việc, cũng có cửa sổ mở ra nhìn ra cái giếng trời ở bên ngoài lấy sáng tự nhiên nhé. Rồi và bên này chúng ta có một phòng vệ sinh nữa, thiết kế hợp lý vì phòng vệ sinh sẽ không nằm quá gần khu vực thờ tự. Đó, và bên trong này thì chúng ta có một không gian mà cực quan trọng đối với tất cả những gia đình. Đó chính là khu vực giặt phơi. Đúng rồi. Ở trong căn nhà này thì khu vực giặt phơi được ưu tiên một diện tích khá là lớn, được trang bị đầy đủ máy giặt và máy sấy này. Và phía bên ngoài này sẽ là chỗ để phơi quần áo. Thay vì việc là phơi quần áo ngoài trời sẽ làm cho quần áo nhanh hỏng hơn thì Và cũng phải lo lắng cái việc là đang đi ra ngoài tự nhiên trời đổ mưa lại phải chạy về giúp quần áo đúng không? Thế thì việc mà phơi quần áo ở trong nhà và cũng có cửa sổ để mở ra lấy cái không khí tự nhiên ở bên ngoài vào này thì nó rất là yên tâm. Không sợ quần áo bay ra ngoài, không sợ mưa ướt. Đó. Ở đây thì chủ nhà có chia sẻ là sắp tới sẽ làm một cái dàn phơi tự động, mình bấm nút là nó kéo xuống, bấm nút để kéo lên. Đó. Quá hợp lý. Và bây giờ thì chúng ta đang đứng ở một trong những nơi đặc biệt nhất tại căn nhà ngày hôm nay của chúng ta. Phần sân thượng có tầm view rất là đẹp, nhìn ra hồ gì đây hả Khánh Linh? Nếu như Khánh Linh nhìn không nhầm thì đây là hồ Đống Đa nha mọi người. Mình cũng phải rụt mắt sai đấy, bởi vì em không nghĩ ở trong Quy Nhơn cũng có hồ Đống Đa. Em tưởng là Hà Nội mới có Đống Đa. Bây giờ có tên ở nó nhá. Đúng rồi. Hồ Đống Đa ở đằng kia. Và chưa hết đâu, đứng ở trên sân thượng của ngôi nhà này chúng ta có thể nhìn ra biển. Đó, với cây cầu Thị Nại. Theo như mà thông tin anh em chúng tôi được biết thì cầu Thị Nại là cầu nối biển dài nhất hiện nay tại Việt Nam. Và đứng ở trên này ấy, mình đón được cái không khí từ biển thổi vào ấy. Nó mát nhở. Mặc dù là nắng nhưng mà không bị nóng, mát, không khí vùng biển mà. Đó, view city luôn. Ở kia thì là cái tòa cao nhất ở tại Quy Nhơn, khách sạn Pullman. Đấy, cái tầm view rất là bao quát, xung quanh thì có cả núi nhá. Đấy, có cả biển. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bên này quá là thư giãn. Chuyển về đây sống không em? Chuyển về đây sống thì phải xem đã. Ok, thì Khánh Linh nghĩ sao về ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta? Sau khi mà nhà ép đưa mọi người tham quan và trải nghiệm căn nhà của chúng ta ngày hôm nay thì Khánh Linh thấy đây sẽ là một sự gợi ý hết sức là tuyệt vời dành cho những ai đang sở hữu căn nhà với diện tích tương tự và cũng đang có ý muốn thiết kế căn nhà của mình. Và nếu như mọi người còn đang băn khoăn không biết nên chọn đơn vị nào để thiết kế cũng như là thi công làm sao để cho ý tưởng của ngôi nhà của mình được trơn tru và mọi thứ nó được hoàn hảo nhất thì có thể liên hệ đến công ty nội thất Mạnh Hệ. Ok, những chia sẻ vừa rồi của Khánh Linh thì cũng rất giống với những chia sẻ mà Tiến Duy mong muốn nói với mọi người. Thế cho nên là thôi nhỉ, chắc không cần phải nhắc lại nữa đúng không? Ngôi nhà này có gì đặc biệt thì hẳn là mọi người cũng đã biết rồi. Mọi người đặc biệt ấn tượng về điều gì của căn nhà ngày hôm nay, mọi người có thể comment ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau bình luận. Và vẫn như thường lệ thì nhà ép sẽ còn gặp lại mọi người trong rất rất nhiều chương trình sắp tới. Thời gian tới thì nhà ép có rất nhiều siêu phẩm dành cho mọi người. Nhớ đăng ký subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào nhé. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi ăn hải sản. Yes. Đúng không? Yes.
Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.